Walt Disney. 20 năm trước, Walt Disney, người đã tạo ra hình con chuột Mickey và ba con heo nhỏ, có được biết tên tuổi gì đâu. Bây giờ, ông được sắp vào hạng danh nhân trên thế giới mà ông mới 40 tuổi. Tự điển Who's Who có ghi tên ông. 21 năm trước, Walt Disney làm chật vật mà không kiếm đủ ăn. Bây giờ thì từ những vườn trà ở Ceylan tới những làng đánh cá ở miền Bắc băng giá, ai cũng biết tên và yêu ông. Cả những thổ dân ở gần Bắc Cực cũng thích những phim hoạt họa về con chuột Mickey chiếu ở Juneau ở Alaska. Đến nỗi họ lập một hội kêu là Hội Mickey. 21 năm trước, Walt Disney nghèo rớt mùng tơi, bây giờ là ông triệu phú. Ông có thể ngồi trong một chiếc xe Rolls Royce lộng lẫy nếu ông muốn, nhưng ông không thích vậy, chỉ thích dùng những xe cũ ông mua lại. Kiếm được bao nhiêu, ông cho vào công việc của ông hết bấy nhiêu. Ông bảo rằng làm được những phim đẹp thích hơn là góp nhặt cả triệu bạc. Hồi trước, Walt Disney ở Kansas muốn thành một nghệ sĩ, cho nên có lần lại hãng Kansas City Star xin việc. Ông giám đốc đó coi những bức vẽ của ông, bảo rằng ông không có tài, không thâu nhận ông, làm ông thất vọng, đau đớn vô cùng. Sau ông xin được việc vẽ hình cho các nhà thờ, tiền công ít quá nên không mướn được phòng vẽ, phải vẽ trong nhà chứa xe của cha. Hồi đó ông cho vậy là cực, nhưng giờ ông nghĩ rằng nhờ làm việc trong không khí hôi mùi dầu mỡ ở trong nhà chứa xe đó mà ông nảy ra một ý đáng giá cả triệu bạc. Việc xảy ra như vậy. Một hôm, một chú chuột cao hứng xạo chơi trên sàn. Ông ngừng vẽ, ngó nó, rồi vô nhà lấy mấy miếng bánh mì vụn đuôi chú ta. Dần dần quen thuộc, chú chuột dám leo lên bàn vẽ của ông. Sau đó ít lâu, ông ôm một chồng hoạt họa vẽ con thỏ Oswan trên giấy dày, đem lại Hollywood để bán. Nhưng chẳng có ma nào mua cả. Thành thử ông lại thất nghiệp mà không đồng nào dính túi. Một hôm, ông đang kiếm ý để vẽ thì sực nhớ đến con chuột nó thường leo lên bàn vẽ của ông ở Kansas. Tức thì ông vẽ ngay con chuột, và hôm đó con chuột Mickey ra đời, sau thành kép hát nổi danh nhất thế giới. Mỗi tuần Walt Disney tới vườn bách thú để nghiên cứu các loài vật và tiếng kêu của chúng, vì trong phim ông muốn cho những con vật đó kêu. Bây giờ ông không còn vẽ, cũng không đặt lời và nhạc cho các phim của ông. Ông có 134 người giúp ông trong những chi tiết đó để ông rảnh óc tìm ý cho phim. Và khi ông tìm được một ý nào, ông đem ra bàn với 12 chuyên viên về chuyện phim. Một hôm, cách đây 14 năm, ông đề nghị vẽ một phim hoạt họa diễn một chuyện trẻ em mà thân mẫu ông đã kể cho ông nghe hồi nhỏ, tức chuyện ba con heo và con sói lớn. Các cộng sự viên của ông lắc đầu. Ông bèn thôi ý định, quên ý đó đi. Nhưng ông quên không được, lại đề nghị nhiều lần nữa, mà lần nào các cộng sự viên cũng lắc đầu. Sau cùng họ nhượng bộ, bảo được, để làm thử coi, chứ không tin gì thành công. Phải mất 90 ngày mới làm xong phim về chuột Mickey, nhưng phim ba con heo nhỏ thì họ cho là không đáng tốn công như vậy, làm gấp chỉ trong 60 ngày là xong. Không ai tin rằng nó được hoan nghênh. Vậy mà nó làm vang động thế giới, thực là thành công kỳ dị. Từ những ruộng đồng bông vải ở Georgia cho tới những vườn trồng táo ở Devon, tới đâu cũng thấy vang lên tiếng ca bài. Ai thèm sợ con chó sói lớn dữ, con chó sói lớn dữ,
con chó sói lớn giữ. Có rạp chiếu phim đó, ông lời được 600.000 Anh kim, nhưng Walt Disney nói chỉ lời được 2.500.000 thôi. Những phim hoạt họa sống được lâu, hiện nay trong nhiều rạp còn chiếu Con chuột Mickey vẽ từ 10 năm trước. Walt Disney tin rằng hễ yêu công việc mình làm thì tất thành công. Ông bảo không bao giờ ông chỉ nghĩ tới việc kiếm tiền, ông làm việc say mê lắm. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện về Walt Disney trong cuốn 40 gương thành công tại trang www.guongdanhnhan.vn. Mời bạn chọn nghe câu chuyện tiếp theo. Xin cảm ơn.